hay là Liêm Vĩnh Tàu. Bộ hình Thanh Liêm là vận động viên quốc gia, huấn luyện viên tennis. Em thấy anh nói luôn cái bên đấy cũng cảm thằng nào mà nói nhiều thằng này mà nói nữa là tao đi về, không có giờ ngồi cái thằng này nữa. Đừng soi sẽ nói với thằng này nữa, nó có gì? Sao có một thằng này nhìn giải tán thôi. Chào anh Khải Trần, chào anh Hùng Elvi, chào anh Ngô Gia Khảm, chào Nguyễn Anh Tuấn, chào Phạm Huy Phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.